mới đây tổng thống trump đã đưa ra khẳng định ông không cho rằng mình còn khả năng lây nhiễm chút nào và cảm thấy đủ sức khỏe để tiếp tục các cuộc vận động tranh cử trong cuộc phỏng vấn ngày 8 tháng 10, Tổng thống Trump nói rằng, trước hết tôi nghĩ mình đã khỏe hơn, tôi sẵn sàng tham gia một cuộc vận động ngay tối nay. Tôi đã muốn tổ chức một buổi vào tối qua, nhưng tôi nghĩ mình đã khỏe hơn tới mức tôi cảm thấy tốt hơn cả. Nói đùa là 20 năm về trước, tôi cảm thấy hoàn hảo, không có vấn đề gì cả. Tôi không nghĩ rằng mình có khả năng lây nhiễm chút nào, Tổng thống Trump nói thêm. Hiện việc ông Trump tuyên bố thông tin rằng mình không còn khả năng lây nhiễm chưa được hỗ trợ bởi bất cứ bằng chứng nào từ các bác sĩ của ông. Nhà Trắng từ chối tiết lộ lần cuối cùng ông Trump xét nghiệm âm tính là khi nào. Vì vậy, việc ông đã dương tính bao lâu vẫn còn là dấu hỏi lớn. Ngày 8 tháng 10, Ủy ban châu EC cho biết đã ký hợp đồng với nhà sản xuất thuốc Gilead của Mỹ để mua thuốc kháng virus Remdesivir cho khoảng là 500.000 bệnh nhân mắc COVID-19, qua đó nhằm tăng mạnh nguồn cung thuốc điều trị bệnh COVID-19 tại châu Âu. EC, cơ quan giám sát việc mua vaccine chung tại Liên minh châu Âu-EU cho biết đã có 37 bên ký kết thỏa thuận trên, bao gồm 27 quốc gia thành viên EU, Anh, 6 nước khu vực Ban Can và một số quốc gia thuộc khu vực kinh tế châu Âu. Remdesivir đã được chứng minh có khả năng giúp giảm thời gian phục hồi cho bệnh nhân COVID-19 nặng nhất từ 15 ngày xuống còn 11 ngày. Tuy nhiên, hiệu quả của loại thuốc này đối với những bệnh nhân mắc bệnh ở mức độ nhẹ và trung bình vẫn chưa được xác minh. Theo Bộ Y tế Mỹ, một liệu trình điều trị Remdesivir cần khoảng 6 lọ thuốc và chi phí hơn 2.850 euro, tương đương với khoảng 3.372 đô la Mỹ. Theo bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến 6 giờ Ngày 9 tháng 10, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Tính từ 18 giờ ngày 8 tháng 10 đến 6 giờ ngày 9 tháng 10, Việt Nam không có ca mắc mới. Trên thế giới, tổng số ca mắc COVID-19 là hơn 36,9 triệu người, trong đó có hơn 1 triệu ca tử vong, hơn 8,4 triệu ca đang nhiễm. Bộ Nội vụ Anh ngày 8 tháng 10 cho biết là tính đến nay có hơn 4 triệu công dân thuộc các nước trong Liên minh châu Âu đã nộp đơn xin định cư ở lại Anh sau khi Anh hoàn toàn tách khỏi EU vào cuối năm nay tuyên bố cho biết con số này là một mốc quan trọng, trong khi thời hạn chót nộp đơn xin định cư của các công dân EU còn kéo dài tới ngày 31 tháng 6 năm 2021. Anh đã rời khỏi EU vào ngày 31 tháng 1, nhưng hai bên còn có 11 tháng chuyển tiếp cho đến ngày 30 tháng 12 để tiếp tục đàm phán về tương lai quan hệ giữa Anh và EU, về thương mại và các vấn đề khác. Chương trình định cư EU của Anh mở nhận hồ sơ từ ngày 30 tháng 3 năm 2019. Mỗi ngày, Bộ Nội vụ Anh phải xét duyệt tới 20.000 đơn. Tính đến nay đã có 3,8 triệu người được chấp nhận định cư ở lại Anh sau ngày 30 tháng 12. Số liệu công bố ngày mùng 8 tháng 10 của Bộ Lao động Mỹ cho biết đã có thêm 840.000 người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần, tính đến ngày mùng 3 tháng 10, giảm 9.000 người so với một tuần trước đó. Số lao động Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã giảm đáng kể so với tuần trước đó, cho thấy thị trường lao động đang có những cải thiện nhất định khi hàng triệu người đi làm trở lại sau khi bị mất việc do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Cũng theo Bộ Lao động Mỹ, số người tiếp tục được hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi nộp đơn lần đầu đã giảm 1 triệu người từ mức 11,97 triệu người xuống còn 10,97 triệu người trong tuần kết thúc vào ngày 26 tháng 9. Các chuyên gia kinh tế dự đoán các công ty sẽ tiếp tục thu hẹp hoạt động tuyển dụng trong những tháng còn lại của năm 2020 và và lan sang cả năm 2021, đặc biệt khi các cuộc đàm phán giữa các nghị sĩ quốc hội và chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump về một gói chi tiêu bổ sung nhằm hỗ trợ kinh tế phục hồi rơi vào bế tắc trong nhiều tháng nay. Chương trình tin mới xin được khép lại tại đây. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật những thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Còn bây giờ xin được kính chào và hẹn gặp lại.